đã có những ngày mà mở mắt thức dậy thôi đã cảm thấy nghẹt thở rồi, khóc lóc mệt nhoài rồi. Cái cảm xúc lúc đó không hẳn là buồn đâu, mà là thất vọng á. Những cái tháng ngày đó, cho dù là có 100 hay là 1000 lời xin lỗi thì cũng không thể nào mà khỏa lấp được. Bởi vì người ta chỉ mong chờ những điều sắp tới, chứ chẳng ai lại đi mong chờ những điều đã qua cả. Một người mà biết rằng là mình sẽ khóc thật nhiều đấy, sẽ buồn tủi đấy, nhưng mà vẫn nhất quyết quay lưng đi thì buông tay chắc cũng không còn gì để phải tiếc nuối nữa rồi. Quãng đời về sau chắc chắn sẽ không làm phiền nhau nữa. Có những khoảnh khắc khiến cho mọi thứ từ đó trở về trước trở nên vô nghĩa, và khiến cho mọi thứ từ đó trở về sau vĩnh viễn sẽ không còn hy vọng gì nữa. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I'm sorry.